Lego mini nhỏ nha mọi người. Rồi loại này là loại hình mua Lego nhỏ. Lego nhỏ này giá thành nó cực kỳ rẻ nha mọi người. Mình lắp ra mà mình mua mà giá thành cực kỳ rẻ và lắp ráp cực kỳ nhanh nha mọi người. Bây giờ loại nhỏ này giá thành cũng cực kỳ rẻ và việc mua cũng rất là dễ dàng nha mọi người. Mọi người có thể lên có cái sàn thương mại điện tử, mọi người chỉ sợ bộ Lego này nó ra rất nhiều sản phẩm cho mọi người lựa chọn nha. Rất nhiều nha mọi người. Nhân vật nào cũng có hết nha mọi người. Mình muốn mua nhân vật nào thì mình chọn nhân vật đó thôi, rất là dễ nha mọi người. Đây, bây giờ mình sẽ quay mặt sau cho nó nha mọi người. Cái này khi mình mua về đó mọi người là trong 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 tờ nó có sẽ có một tờ giấy hướng dẫn cho mình nha, nên mọi người yên tâm về vấn đề là không sợ mình lắp ráp chứ, xong nguyên mình không sợ lắp ráp được nha mọi người. Mình chỉ việc mua về nó từ giá hướng dẫn sẵn cho mình chỉ việc lắp ráp thôi nha mọi người. Cực kỳ dễ, ai cũng có thể làm được nha mọi người. Từ lớn cho em thì còn đều cũng có thể làm được nha mọi người. Đây, mọi người yên tâm về vấn đề đó nha. Khi rất là hay nha mọi người. Và mọi người nếu các mọi người có thời gian rảnh thì mọi người có thể tham khảo mua các mẫu này về dùng về lắp ráp cũng rất là hay nha mọi người. Nếu mà mình có thời gian rảnh mình mua các mẫu này về tham khảo nha mọi người. Và đặc biệt là nhà mọi người có mà đặc biệt là mọi người nếu nhà có trẻ em thì mọi người có thể tham khảo các mẫu này để vui mì cho các em ở nhà mình lắp ráp nha. Vì mình thấy dạo này các bé ở nhà rất là hay xem điện thoại nha mọi người, hay xem điện thoại nên rất hay xem điện thoại này mà nó ảnh hưởng đến cái quả học tập của bé này, ảnh hưởng đến sức khỏe của bé, ảnh hưởng từ cái sự phát triển tư duy của bé nữa này mọi người. Vậy mọi người có thể tham khảo mua các mẫu này về để cho các bé nhà mình tham khảo sử dụng ha. Nếu mọi người làm xong thì mọi người có thể tham khảo dùng các mẫu này để trang trí phòng ngủ hay trang trí các phòng việc của mình cũng được nha mọi người. Đây, rất là cũng rất là hay nha. Đây, ok nha mọi người. Thì video của mình kết thúc tại đây nha mọi người. Nếu mọi người thấy video này hay mọi người thì cho mình một like và chia sẻ. Còn đến cái kênh để ủng hộ mình nha mọi người. Mọi người muốn mình làm review nhân vật nào thì mọi người có thể comment dưới video này để mình có thể làm theo cho mọi người xem nha. Sẽ ra nhiều video clip tương tự như thế này. Ok, bây giờ thì xin chào tạm biệt các mọi người nha. Hẹn mọi người vào những cái video tiếp theo nha. Mọi người hãy đăng ký kênh của mình để ủng hộ mình nha mọi người. Tạm biệt các mọi người.